Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Hôm nay showroom 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, rất vui được đón gia đình chị khách. Sau khi tham khảo rất nhiều cửa hàng nhạc cụ khác nhau thì chị thấy rất hài lòng về chất lượng của đàn, giá cả hợp lý, chức năng đa dạng cùng nhiều ưu đãi và nhiều quà tặng hấp dẫn tại Minh Phụng Music, nên đã đến showroom Rinh ngay. Em đàn Atesia BA88H Plus về Tiền Giang. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Đầu tiên, hãy cùng mình tìm hiểu sự ấn tượng của BA88H Plus mang đến cho người chơi nhé. Đàn trang bị 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, tích hợp âm thanh chân thật, piano nhà Atesia, sở hữu nhiều chức năng quen thuộc như là metronome đếm nhịp, jazz bow giúp tăng giảm tông, split dây bàn phím, điều chỉnh reverb chorus tạo thêm âm thanh cho giai điệu, kết nối đàn với nhiều ứng dụng học tập và cổng kết nối USB to hot, kết nối với máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại dễ dàng, jack cắm sustain pedal, jack cắm stereo layout cho phép bạn cắm vào loa để có âm thanh rõ nét hơn. Còn đây là loop bé thử đàn, từ độ nhạy của các phím cho đến âm thanh của loa. Quà tặng nhà Atesia dành cho bạn chính là chân đàn piano và ghế piano cao cấp. Khi đến mua BA88H Plus tại Minh Phụng Music, khách hàng sẽ được bảo hành lên đến 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Đây là buổi mua đàn piano điện Atesia BA88H Plus của khách hàng tại Tiền Giang hôm nay đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano điện yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.